Cô mến chào các em. Hôm nay cô sẽ cùng với các em học môn tiếng Việt lớp 2, tuần 23, bài tập đọc Bác sĩ sói. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tên chủ điểm của tuần 23. Tuần 23 chúng ta sẽ học chủ điểm về muôn thú. Các em biết không? Trong các bài học môn tiếng Việt tuần này, chúng ta sẽ được học các bài tập đọc, được luyện từ, luyện câu theo chủ điểm muôn thú. Qua các bài học này, các em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị trong thế giới động vật. Bài học đầu tiên là bài tập đọc Bác sĩ sói. Bây giờ, các em sẽ lắng nghe cô đọc bài nhé. Bác sĩ sói thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. Nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cú lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành bảo: "Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh ta chữa giúp cho." Ngựa lễ phép: "Cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá, ông làm ơn chữa giúp cho, hết bao nhiêu tiền cháu xin chịu." Sói đáp: "Chà chà, chữa làm phúc, tiền với nông gì, đau thế nào lại đây ta xem." "Đau ở chân sau ấy ạ, phiền ông xem giúp." Sói mừng rơn mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngựa bốn cẳng hơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Theo La Phong tên Huỳnh Lý Dịch. Các em vừa nghe cô đọc rồi, bây giờ các em cùng cô luyện đọc một số từ khó nhé. Khoan thai, dở trò, dở trò. Giả giọng, giả giọng. Rên rỉ, hơ. Chúng ta vừa luyện đọc các từ khó rồi. Tiếp theo, cô sẽ cùng với các em luyện đọc một số câu dài nhé. Đây là ba câu dài mà chúng ta cần luyện đọc. Khi đọc, các em chú ý đọc hắt hơi ở vị trí dấu phẩy, nghỉ hơi ở vị trí dấu chấm, và có một số vị trí không có dấu phẩy nhưng chúng ta vẫn đọc ngắt hơi. Bây giờ các em cùng đọc với cô nào. Câu 1. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ theo chữ thập đỏ chụp lên đầu. Câu 2. Sói mừng rơn mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Câu 3. Thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngựa bốn cẳng hơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Cô vừa hướng dẫn các em đọc câu rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nghĩa một số từ khó hiểu nhé. Khoan thai là thong thả, không vội vã. Phát hiện là nhận ra,
tìm ra. Bình tĩnh là không sợ hãi, không nóng vội. Làm phúc là giúp người khác, không lấy tiền của. Đá một cú trời giáng là đá một cái rất mạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc hôm nay nhé. Các em hãy đọc thầm đoạn 1 của bài tập đọc Bác sĩ Sói và cho cô biết từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa. À, từ ngữ tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa đó là sói thèm rõ dãi. Sói đã làm gì để lừa ngựa? À, sói đã đóng giả làm bác sĩ đang đi khám bệnh để lừa ngựa. Đọc thầm đoạn 2 và cho cô biết ngựa đã bình tĩnh xả đau như thế nào. À, ngựa đã xả đau chân sau nhờ bác sĩ sói làm ơn xem giúp. Tiếp theo, các em hãy đọc thầm đoạn 3 và cho cô biết sói định làm gì khi giả vờ khám chân cho ngựa. À, sói định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa, cho ngựa hết đường chạy. Em hãy tả lại cảnh sói bị ngựa đá. Thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, ngựa liền tung vó, đá một cú trời giáng, làm sói bật ngựa, bốn cẳng hơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Em hãy suy nghĩ và đặt tên khác cho câu chuyện. A. Sói và ngựa. B. Lừa người lại bị người lừa. C. Anh ngựa thông minh. Trong ba tên này, các em sẽ chọn tên nào cho câu chuyện? À, có bạn chọn tên sói và ngựa vì đây là tên hai nhân vật chính trong câu chuyện. Có bạn lại chọn tên thứ hai, lừa người lại bị người lừa, vì tên này thể hiện nội dung chính của câu chuyện. Có bạn lại chọn tên thứ ba, anh ngựa thông minh, vì câu chuyện ca ngợi sự thông minh nhanh trí của ngựa. Vậy theo cô, các em chọn tên nào cũng được. Như vậy, cô và các em vừa tập đọc và tìm hiểu nội dung bài Bác sĩ Sói. Các em cho cô biết câu chuyện nói lên điều gì? À, câu chuyện ca ngợi sự thông minh nhanh trí của ngựa, đồng thời khuyên chúng ta phải biết bình tĩnh đối phó với mọi khó khăn và nhất là đối với những kẻ độc ác. Các em ở nhà đọc lại bài, viết lại câu trả lời vào phiếu học tập nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào tạm biệt các em.